Cái bộ này đúng là cái huy diệt của game stick xanh rồi các bạn ơi. Là cái RAM của game stick đỏ nó cao gấp 8 lần so với game stick xanh. Chào các bạn. Rất là nhiều các bạn ở trên kênh YouTube của mình á thì rất là mong muốn mình review cái bộ game stick đỏ này. Thì bộ game stick đỏ này đã về bên mình được khoảng 1 tuần. Mình cũng đã trải nghiệm và cũng nghiên cứu cách chép thêm game rồi. Thì hôm nay mình sẽ review bộ này. Và thực sự bộ game này nó giống như là kẻ hủy diệt bộ game stick xanh mà nó đã nổi đình nổi đám khoảng 2 năm trở lại đây. Bộ này cũng rất là ngon nha. Nhưng mà bộ này ngon hơn rất nhiều. Và hôm nay mình sẽ review chi tiết bộ này cho các bạn. Đầu tiên là thân máy nè. Cái cục thu wireless của cái bộ tay cầm. Hai tay cầm không dây. Cáp nguồn cho cái máy game. Cáp nối dài cổng HDMI. Hai cặp pin này là khi mà các bạn mua hàng bên mình thì sẽ có tặng nha. Còn cái theo máy thì nó sẽ không có tặng. Và đặc biệt là máy bên mình sau khi mình nghiên cứu thì mình có thể chép thêm được game. Nếu các bạn cảm thấy có những cái game nào chưa có sẵn mà muốn chơi á, thì các bạn cứ yêu cầu mình sẽ chép thêm ha. Bây giờ mình sẽ so sánh chi tiết cấu hình của hai bộ game stick xanh và game stick đỏ. Đầu tiên là về cái cảm quan trước thì cân nặng á, thì mình cảm thấy cái game stick 2 này nè nó nặng hơn nhiều so với cái bộ game stick xanh. Đó là cảm quan của mình thôi. Và khi mình trải nghiệm chơi game á thì mình thấy rằng là cái game stick đỏ này nè nó bớt nóng hơn nhiều so với lại cái game stick xanh này. Về cấu hình á, game stick đỏ RAM là 2GB, CPU là Cortex A9. Còn game stick xanh nè, CPU là GB2, yếu hơn cái A9 rất nhiều. Và RAM của nó có 256MB thôi các bạn. Chứng tỏ rằng 256MB so với lại 2GB của cái game stick đỏ á, là cái RAM của game stick đỏ nó cao gấp 8 lần so với game stick xanh. Đó là lý do vì sao mà khi mà chúng ta trải nghiệm những cái game cấu hình nặng, chẳng hạn như là đấu trường thú á, nhiều bạn coi trên kênh của mình các bạn sẽ thấy là khi mà mình chơi đấu trường thú các bạn sẽ cảm thấy nó rất là chậm. Nhưng mà mình trải nghiệm game đấu trường thú ở trên game stick đỏ thì rất là mượt mà. Và một cái chi tiết nữa, thẻ nhớ mà game stick xanh nó hỗ trợ tối đa chỉ là 128GB thôi. Còn đối với bộ game stick đỏ hỗ trợ lên tới thẻ nhớ 256GB. Cái đặc biệt của cái game stick là nó chơi được game rất nhiều hệ game nha. Nhưng mà đặc biệt nhất là game PS1. PS1 nó ra đời vào năm 1994. Còn game stick đỏ nó bao gồm cả PS1 và có thêm một dòng game nữa là PSP. PSP ra đời năm 2004. 2004 thì cái đồ họa nó đẹp hơn rất nhiều so với lại thời 1994 rồi. Đầu tiên chúng ta cắm cái bộ thu wireless của tay cầm vào máy game. Cắm máy game vào cái cổng HDMI của TV. Ở đây mình sử dụng một cái dây nối dài cắp nguồn cho máy game. Tiếp đó thì chúng ta mở nguồn TV lên. Chuyển TV sang cái cổng HDMI mà các bạn cắm máy game nha. Bộ game stick đỏ X2 này có tới 19 hệ game nha các bạn. Đây là game PSP nè, là cái game mà nãy mình nhấn mạnh rất là nhiều á. Những cái game mà các bạn ưa thích thì nó sẽ nằm ở trong mục này. Đây là tất cả các game. Game Atari 7008, Sega, Game Boy Color, rất là nhiều. Và các bạn để ý nè, cái máy game này đồ họa và các hình thức của nó làm rất là chỉnh chu. Nó hình ảnh rất là đẹp. Chưa kể mà chúng ta vô game nha, PlayStation đây là PS1 các bạn. Còn những cái hệ game điện thoại thôi. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử game rút đi ra đấu trường thú. Các bạn để ý nó không có bị lag giống như là cái game stick xanh nha. Cái bộ này đúng là cái huy diệt của game stick xanh rồi các bạn ơi. Mày biến hình hay không?
của tao nữa. Cái cách sử dụng của cái tay cầm này thì nó giống với game tích xanh thôi. Các bạn muốn thoát game ra thì các bạn nhấn nút select, nút star này, nhấn nút đồng thời. Đây, nó sẽ hiện như thế này. Chúng ta muốn thoát thì chúng ta chọn xuống lock then thôi. Còn nếu như mà các bạn đối với những cái game mà game đi cảnh á, thì khi mà chúng ta bấm như thế này nó sẽ có hiện lên những cái như là lưu cái màn này lại, đang xây tay nè các bạn, đó. Hoặc là khi mà chúng ta muốn vô chơi lại cái màn này thì chúng ta lock tay, đó. Restart là bắt đầu lại, resume là chơi ngay cái lúc mà chúng ta thoát ra, đó. À, bây giờ mình sẽ thoát cái game này ra. Đây là game Crash Bandicoot nha. Cáo. Game này thì rất là hot ở PS1 rồi. Đây là game GTA cướp đường phố. Đối với những các bạn trẻ thì các bạn không có lạ gì cái game GTA này cả. Game này thuộc hệ PSP. Các bạn nhìn thấy cái đồ họa nó không? Nó rất là đẹp. Đây là game Assassin's Creed hệ PSP nha các bạn. Game sát thủ. Các bạn nhìn thấy cái đồ họa của nó không? Đồ họa nó thuộc phải dạng đỉnh cao luôn á. Game sát thủ này thì siêu nổi tiếng rồi các bạn ơi. Này là best 2014 các bạn. Mình thì mình có thể chép thêm được best 2022 trong cái bộ máy của mình. Khi mà các bạn mua thì mình có chép thêm best 2022. Nhắc đến best 2014 thì World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil. Đó là một cái đội bóng yêu thích của mình. Và tối qua thì Neymar cùng với đồng đội đã để thua Croatia ở suất luân lưu và phải về nước. Mình rất là tiếc cho Neymar. Naruto. One Piece các bạn. Dragon Ball. Các bạn thấy đây là game Spider-Man 2 này, trên hệ game PSP. Thấy cái đồ họa của nó cực kỳ đỉnh luôn. Cadillac hay là ở Việt Nam mình còn gọi là game bộ đội các bạn. Cái này mình chơi từ hồi 2002, 2003 á. Hồi đó mình chơi game này trên cái máy thùng đó các bạn. Ở gần trường học á, thường thì họ sẽ có những cái máy thùng á để mình chơi. Và mình chơi bằng đồng coin á, chứ không phải là coin đồng xu á nha, chứ không phải Bitcoin đâu các bạn. Ở đây mình hướng dẫn các bạn lưu game nè. Ví dụ các bạn thích cái game các bạn thích cái game NBA bóng rổ này, các bạn có thể bấm cái nút ở dưới đây, nó hướng dẫn các bạn nè, bấm nút X để các bạn lưu game đó lại. Rồi, như vậy là các bạn đã lưu cái game đó lại rồi. Thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái chỗ mục yêu thích này nè, bạn click dưới đây là nó sẽ có những cái game mà các bạn đã lưu nè. Như vậy là mình đã lướt sơ qua cái bộ game tích đỏ này. Hy vọng là những cái gì mà mình đã nói có thể là đem lại cái nguồn cảm hứng cho các bạn. Nếu các bạn muốn trải nghiệm nhiều hơn thì cứ đặt một bộ về để trải nghiệm ha. Giá cả của nó rất là rẻ so với những gì mà nó có thể mang lại. Bộ game tích đỏ này thì đầy đủ những cái game huyền thoại ngày xưa luôn. Nếu như các bạn cảm thấy mình chưa có review qua thì nó đầy đủ như Concha, Super Mario, Tăng 1990. Đầy đủ, các bạn có thể từ từ trải nghiệm ha. Đây là bộ máy mà mình đánh giá rất là cao. Từ đồ họa đến những cái hệ game mà nó tích hợp sẵn, đến cấu hình của máy có thể chơi được nhiều cái hệ game rất là nặng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong clip review tiếp theo của mình. Nhớ cho mình một cái nút subscribe ha.